Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ à, chia sẻ cho bạn một à, số cái group của Zalo để chúng ta có thể tuyển rep trên Thai Topi nha các bạn. Và cái này thật sự là hữu dụng và mình cũng đã áp dụng rất là nhiều và mình cũng đã tìm được rất là nhiều rep nha trên cái các nhóm Zalo nha các bạn. Thì à, các nhóm Zalo này á mình cũng đã tổng hợp lại, sưu tầm lại và mình để vào một website ha. Các bạn chỉ cần truy cập vào đó ha. Phía trên thì là hướng dẫn cách tạo thai stopy còn phía dưới là các bạn cứ gia nhập vào các nhóm đó ha Rồi sau đó thì chúng ta cứ tuyển rep thoải mái nha Tự do luôn Không có chờ spam Cứ spam thoải mái nha các bạn Để các bạn có thể tuyển được nhiều rep cho Thai Stopy nha các bạn Rồi thì nói dài dòng mất công thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề trực, uh, cụ thể nha rồi thì uh, các bạn vào uh, trình duyệt uh, Chrome nha rồi sau khi vào trình duyệt Chrome các bạn đánh vào cho mình là siêu thị uy tín giá rẻ .com này viết liền không dấu siêu thị uy tín ha à, giá rẻ .com rồi các bạn đánh như vậy á rồi sau đó các bạn enter giùm mình rồi <laughs> thì nó ra giao diện như thế này các bạn đó nó ra giao diện như thế này thì các bạn đi vào cái mục ba chấm cho mình nha mục ba chấm hoặc là các bạn bấm vào dịch vụ nè cũng được ha bấm vào dịch vụ nè đó dễ rồi sau đó các bạn thấy không đó, các bạn thấy cái chỗ mục thai stop nữa không rồi các bạn bấm vào đọc tiếp cho mình đó đọc tiếp nha đó thì nó ra cái giao diện như thế này các bạn đó thì ở đây là cái hướng dẫn tại app thai stop b và đăng ký thành công 100 trăm nha đó thì các bạn nào mà chưa có tài khoản thai stop b thì có thể đọc 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 trên trang web này của mình đó sau đó sau đó là xem các thông tin để mình đăng ký nha và các bạn để ý nè thì ở đây mình sẽ để cái mã giới thiệu tức là witness của mình đó là Picasso nha các bạn đây mình quét màu đỏ nè tức là witness này các bạn rồi các bạn bấm vào chữ download free app nè ha Để các bạn download về cài ra điện thoại cho các bạn rồi các bước thực hiện các bạn à. Đó mình nó hướng dẫn là các bước thực hiện nè tại app nè và cài đặt ha bằng cách download ở trên ha rồi thực hiện đăng ký tài khoản ha. rồi các bạn nhập id rồi witness thì các bạn điền dùm mình chữ màu đỏ là bill cash mình nha Hãy nhập xong rồi nhớ ấn chết nha các bạn đó các bạn điền những cái mục này à, trong cái à, Uh, app thai stop khi khi đăng ký mới nha. Rồi. Rồi các bạn cứ đọc những cái thông tin ở đây mà làm ha, giới tính nè, rồi uh, mail là nam, female là nữ ha. Name là tên thật ha Các bạn nhớ điền tên thật nha, họ là tên thật, tiếng Việt thì có dấu, còn tiếng Anh thì bỏ dấu đi. Vẫn là họ tên đầy đủ nha các bạn, để sau này uh, thực hiện ch chương trình à uh, uh, thì mới được công nhận nha các bạn. Các bạn đừng có điền ấu vô nó mất công, sau này nó mất tài khoản luôn thì không có cách nào hết. Rồi, sau đó thì um, các bạn là lưu ý là mỗi ngày mình phải vào sau uh, khi uh, tạo tài khoản xong thì mỗi ngày mình vô điểm danh nha. Thì uh, các video mình cũng có để trên kênh YouTube của mình á, các bạn có thể là uh, vô đó để xem. Uh, kênh YouTube của mình là Lý Việt mmo các bạn lên YouTube gõ Lý Việt mmo là nó ra nha các bạn. Hoặc là mình sẽ update trên cái uh, cái website này nha. Mình sẽ để cùng một chỗ cho các bạn dễ xem. Rồi. À, cái này thì các những cái thông lưu ý ha hoặc là những cái cách mà đạt điểm như thế nào á, thì sẽ có những ưu đãi gì thì các bạn đọc nha rồi ở đây thì mình cũng để đó mình thấy cái logo màu đỏ là lý việt mmo ở dưới các bạn đó và đây hot hot ha đó đây là cái cái video hướng dẫn để tạo tài khoản nha các bạn nếu các bạn xem lên đó mà không hiểu cách làm thì các bạn có thể xem qua video để làm theo nha và cho chính xác nha các bạn nhớ điền thông tin rồi chính xác nha các bạn rồi rồi các bạn kéo xuống dưới thì các bạn thấy là chia sẻ vài chục nhóm Zalo để tuyển rep đó. Thì đây là mình để các nhóm Zalo ha. Đây là các nhóm Zalo này có thể là các bạn đăng bài tự do nha các bạn. Thì các bạn có thể click vào đường link này. Đó, các bạn gia nhập hết các nhóm ở đây. Đó, các bạn ha. Gia nhập hết, gia nhập hết các nhóm. Rồi sau đó thì các bạn cứ đăng bài để mà tuyển rep thôi các bạn. Đây rất là nhiều chẳng hạn như mình mình lít cho bạn thêm xem một 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 nhóm nha chẳng hạn như khu đô thị nhà giàu đi đó lít vô nó sẽ chuyển sang zalo ha các bạn ha nó ra như thế này thì các bạn bấm là không hỏi lại rồi bấm zalo cho mình đó thì tự động nó đăng nhập vào ha thì nó 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 sẽ hiện cái đường là là tham gia chat nha các bạn à. thì ở đây là mình là admin rồi cho nên là cái nhóm này là có thành viên là 911 người thì các bạn bấm vào tham ham gia chat cho mình nha. Bấm vào một cái là tự động nó vô luôn. Tại vì mình không có xét duyệt hành viên. Và đây là mình sẽ cho các bạn để mà tự do mà là tuyển dép luôn. Đó. Đó, à, các bạn thấy không? Mình cho tự do tự do tuyển dép nhưng mà các bạn phải tuyển dép nha. Chứ các bạn không đăng tầm bậy tầm bạ ở đây nha, mình sẽ kích ra khỏi nhóm đó. Những cái gì mà nó không có uh, được như là 18 cộng hang hình xét hay, hay là hoặc là vũ khí hay tiền giả là là lập tức biến khỏi nhóm nha các bạn. Chỉ các bạn chỉ đăng tiện rep thôi, uh, tiện rep cho các app như là b Network hoặc là uh, Thai b thôi nha các bạn. Không đăng cái thứ khác nha. Hoặc là kiếm tiền online cái nào đó, các bạn cảm thấy uh, kiếm tiền và giúp ích mọi người được thì giúp nha. Có thể bán hàng được nha các bạn, nhưng mà các bạn đừng có bán tiền giả nha. Mình thấy là mình sẽ cho ra khỏi nhóm đó, kích ngay tập tức á. Đó. Đó, các bạn có thể đăng bất động sản vân vân. Nói chung là những cái gì thuộc về là pháp luật cho phép và nó giúp ích cho mọi người để mọi người có thể là cùng nhau phát triển cái nhóm phát triển cho các bạn thì cái nhóm này á, rất là rất là nhiều người các bạn 911 thành viên à, là rất là nhiều nha các bạn chứ không ít đâu cho nên các bạn post một cái lên là các bạn chỉ cần đăng một cái bài 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 tuyển rep của các bạn lên là 911 người thấy thì các bạn nghĩ thế nào các bạn tuyển rep rất là dễ nha rồi và không chỉ có một nhóm nên có rất là nhiều nhóm nha các bạn đó thì mình à, uh, à, um, Uh, mô phỏng cho các bạn xem Một số nhóm như vậy đó Đó Thì các bạn cứ click thôi Rồi Ngoài ra thì uh, Mình cũng có những cái sản phẩm Tương tự Chẳng hạn như là đau uh, uh, Hướng dẫn uh, Tải uh, Kiếm tiền từ Ví mô mô uh, Kiếm 500 ngàn 500 ngàn từ ví mô mô Hoặc là uh, Nhận uh, ưu đãi Từ việc là Đăng ký um, uh, Thẻ VBPEN Vân vân Nói chung là rất là nhiều Cái thứ trong đây các bạn Hoặc là À, nhận ưu đãi là sim là cái tài khoản số đẹp của bank ngân hàng quân đội hoặc là dự án đầu bi, mình có rất là nhiều ở đây nha các bạn. Các bạn có thể xem trên cái website của mình nha. Rồi mình sẽ update cho bạn cái một số cái lưu ý trên cái trên cái web này luôn. Thì các bạn à, à, có thể mà vào đây để mà xem thì đường link mình sẽ để dưới mô tả video cho các bạn dễ nha các bạn chỉ cần click vào đường link mô tả video cũng được hoặc là các bạn đánh vào là siêu thị uy tín gia rẻ com các bạn vào một dịch vụ và sau đó là đào app đã tải app thì các bạn tải app mobi thì các bạn sẽ xem nha còn không thì các bạn có thể là lướt sang những trang chủ nè thì các bạn nào có thích mua hàng thì có thể mua hàng trên đây nha mình rất là nhiều nha ví dụ là điện tử công nghệ nào vân vân đó rất là nhiều nha các bạn có thể đọc và tham khảo và mua trên website của mình cũng được đó. mình để rất là nhiều mục nha các bạn có thể click vào đây xem và mua cũng được nó rất là nhiều cái mặt hàng trên này nó gia dụng cũng có ha nó gia dụng như là lò vi sóng nè giá cả cũng có là giá tham khảo đó các bạn đó. máy lạnh Samsung Inventor vân vân đó hoặc là um, hoặc là các bạn có thể vào sức khỏe nè đó. thì uh, sức khỏe thì trị xương khớp nè ai ah, viêm son viêm mũi nè hoặc là uh, trị hôi nách hôi miệng nè vân vân đó trị viêm son nè hỗ trợ viêm son nè rất là nhiều nha các bạn rất là nhiều sản phẩm trên này ha. các bạn có thể là đa mặt hàng trên này luôn các bạn có thể vào đó mà và xem rồi à, thời trang cũng được thời trang nếu mà bạn nào là nữ thì có thể là xem uh, uh, váy dự đầm dự tiệc nè đầm uh, lỡ gì vân vân nè rất là nhiều thứ trên này ha đó hoặc là các bạn có thể vào ba chấm nè nó cũng có list ra các mục rồi rồi ngoài ra thì mình có để chữ liên hệ quảng cáo thì các bạn nếu nào có muốn quảng cáo sản phẩm của mình thì cũng có thể liên hệ với mình nha thì click vào cái nút liên hệ quảng cáo ha để liên hệ với mình rồi uhm ngoài ra thì cũng có các mục khác nữa, nó sức khỏe, làm đẹp vân vân. Làm đẹp thì cũng có những sản phẩm của làm đẹp về của các hàng nổi tiếng như là mỹ, phụ nữ nè, các mỹ phẩm vân vân. mình để rất là nhiều trên đây ha, rồi các bạn có thể vào xem. rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. thì các bạn nếu có không hiểu gì thì có thể bình luận với video để mình có thể Um, giúp đỡ cho các bạn ha, trả lời cho các bạn hoặc là làm video khác để hướng dẫn cho các bạn thì các bạn nếu mà các bạn đã đăng ký app của mình á thì có thể là bình luận cái wishlist của các bạn dưới video cũng được để cho nhiều người cũng có thể tìm thấy rep của các bạn nếu mà họ vô cái video của mình họ xem thì họ thấy rep của các bạn thì họ cũng có thể đăng ký qua ha rồi và đừng quên bấm một cái nút đăng ký sau đó bấm một cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những video nào hay hơn, thú vị hơn và mình sẽ up lên kênh youtube của mình thì nó sẽ không báo cho các bạn để các bạn tiện đón xem thì đương nhiên là ở đây là một số nhóm zalo này cũng chưa hết cho các bạn thì mình còn để nữa tức là mình sẽ update thêm một số nhóm zalo khác thì các bạn có thể đón xem video nha ở đây là chỉ là một số nhóm thôi à, mười mấy nhóm thôi mười mấy hai chục nhóm thôi còn nữa mình còn tới mấy chục nhóm nữa mình sẽ đang sưu tầm và sẽ up lên cái cái video này thì các bạn có thể theo dõi nha để mà chúng ta có thể tuyển được rep nhiều cho việc thai stopy nha các bạn các bạn hãy mau đăng ký thai stopy với mã Wishnet là bucaso nha các bạn để ủng hộ mình và nên làm sớm đó các bạn bởi vì cái app này mới cho nên là việc mà tuyển được rep rất là dễ dàng nha các bạn rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại